tọa lạc ngay lối vào cổng chính khu 2 Đại học Cần Thơ. Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ, tiền thân là Thư viện Trung tâm Đại học Cần Thơ, có tổng diện tích trên 7.500 m², được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2004 và khánh thành vào tháng 4 năm 2006. Dự án này được tổ chức Atlantic Philanthropy tài trợ với tổng trị giá hơn 9 triệu đô la Mỹ. Đại học Cần Thơ được xem là một trong những thư viện đại học chủ lực ở Việt Nam và ngày càng khẳng định được vai trò của mình trên bước đường song hành cùng với những nhà khoa học vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm học liệu là một bộ phận cấu thành quan trọng trong việc thực hiện chiến lược chung của Đại học Cần Thơ về nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những nhiệm vụ lớn của Trung tâm học liệu là phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mọi đối tượng người dùng. Nhân viên làm việc được chia thành 4 bộ phận chức năng: hành chính văn phòng, dịch vụ thông tin, tài nguyên thông tin và công nghệ thông tin. Nhân viên rất được quan tâm đến đời sống tinh thần và tự do phát triển nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thông qua các loại hình đào tạo như khuyến khích tự học, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước, thực hiện chương trình trao đổi cán bộ giữa các thư viện đại học thành viên trong khối AUN.
Kho tài liệu là thành quả của hơn 50 năm sưu tập và chọn lọc với loại hình đa dạng, ngôn ngữ phong phú, nội dung phù hợp với các chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên Đại học Cần Thơ và các trường đại học khác trong vùng. Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ còn đăng ký quyền truy cập các cơ sở dữ liệu, sách điện tử và tạp chí học thuật nhằm phục vụ cộng đồng ham thích học tập và nghiên cứu. Song song đó, Trung tâm Học liệu còn xây dựng bộ sưu tập số các tài liệu nội sinh như giáo trình, bài giảng, luận văn tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc mọi nơi của độc giả. Luôn thiết kế và cải tiến các dịch vụ tiện ích, Trung tâm Học liệu mong muốn phục vụ tốt nhất và kích thích nhu cầu của người dùng thư viện ngày càng đa dạng. Trung tâm Học liệu thường xuyên tổ chức các lớp kỹ năng thông tin dành cho sinh viên, học viên sau đại học nhằm hỗ trợ phát triển năng lực nghiên cứu cho cộng đồng học thuật Đại học Cần Thơ. Trung tâm cũng chú trọng đến việc tạo nhiều hoạt động thú vị bổ ích dành cho bạn đọc như tổ chức hội nghị bạn đọc thường niên, hướng dẫn sử dụng thư viện cho tân sinh viên vào đầu năm học. Thường xuyên tổ chức hội sách và các đợt xe sách lưu động trong năm, tổ chức các buổi thảo luận sách, tọa đàm cùng những diễn giả. Đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ luôn tâm niệm sự hài lòng của độc giả, của khách hàng là thành công và phương châm hoạt động của mình. Các nhân viên của trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đọc trong việc khai thác các nguồn tài liệu một cách hiệu quả nhất. Có thể nói, Trung tâm Học liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc học tập và nghiên cứu của mọi người. Nó không khác gì một người thầy, một người bạn đáng tin cậy ngoài giảng đường của người học, người nghiên cứu. Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ, học thuật và gia đình.